Chính xác mà. Chính xác, sao đen mọi người. Đặc điểm của chim ít mà 2 tháng tuổi mà bị sao đen rất là dễ nhận biết. Theo kinh nghiệm của anh em chúng tôi đây nha. Nó chậm phát triển nè. Da nó xấu. Mà nếu mà nó có phát triển được lớn giống như chim ít này đây. Ok, cảm ơn mọi người quay lại với kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Hôm nay tiếp tục ra vườn mít, phiêu lưu khám phá những điều hay thú vị ở trong vườn mít nha bạn. Thì hôm nay có tí chia sẻ với mọi người về mít Thái siêu sớm mà cách phát hiện mít Thái nó bị sao đen nha bạn. Lúc mà trong giai đoạn mang trái khoảng 2 tháng tuổi nha bạn. Ở đây thì mình có chiếc mít này. Chiếc mít này thì mình nghi bị sao đen nha bạn. Trái này nghi bị sao đen mà trái mít này được 2 tháng tuổi bạn, thì mình sẽ loại bỏ luôn nha. Tại vì ở trên cây này còn trái một trái nhỏ nữa với trái bự kia, mình sẽ loại bỏ trái mít này nha. Bẻ nó ra mà loại bỏ nó trước đi, mình thử sau. Vô trong kia mình thử cho mọi người xem nhé. Này tới đây rồi, bỏ đèn trái này, đèn trái tiếp đây một trái nữa. Trái này mình cũng nghi là sao đen nữa bạn. Thời điểm bây giờ là mít mình để được 2 tháng tuổi đó, mít này được 2 tháng rồi bạn. Tại mít lúc nhỏ nó có kiểm tra sao đen qua một lần rồi bạn, nhưng bây giờ thì tính khoảng 2 tháng nữa tiếp tục loại bỏ tiếp sao đen nữa. Đặc điểm của mít hiện tại bây giờ là trái nó không phát triển mà, trái rất là nhỏ. Trái nó nhỏ hơn trái bình thường người ta. Bình thường phát triển rất là tốt luôn, còn này phát triển rất là nhỏ ha. Trái nó xấu. Cho nên mình bẻ luôn, lâu quá luôn trái này nha. Đây. Trước mắt các bạn thì mình được 2 trái mít nha. 2 trái mít này là điều 2 tháng tuổi đấy các bạn. Nhưng mà trái nó không lớn ha. Cái này còn trái bự đây. Một trái này nó bự nhưng mà nó bị móp méo tùm lum hết trơn à. Thấy không bà? Mình nghĩ là bị sao đen. Còn đây trái nhỏ này nữa. Trước mắt bây giờ mình cắt một trái trước đây. Cắt một trái nhỏ này cho mọi người xem trước nha. Có nó bị sao đen không? Mình ở đây phát hiện là nó bị sao đen các bạn. Nghi khoảng 80% là phát hiện chính xác trong con trai nha mọi người. Đây. Mới 2 tháng tuổi mà trái này lớn này. Đặc điểm của nó là trái rất là xấu nha. Trái rất là xấu, chậm lớn. Mà khi lớn thì gì muối không đều các bạn. Mình lép lép chứ mít nó không tròn đẹp nữa. Giờ mình sẽ cắt cho mọi người xem nha. Đây, cắt ra luôn. Cắt cho mọi người xem. Chính xác mà. Chính xác sao đen mọi người. Gì thì hơi khó thấy không? Đây. Các bạn thấy phía trên này. Các bạn thấy rõ không? Đây, đến quay cận cảnh cho mọi người xem thấy rõ hơn nha. Đây. Những cái sơ đen này. Thấy không? Khi 2 tháng tuổi này phát hiện ra thì nó sẽ dễ hơn lúc mà còn nhỏ nữa nha mọi người. Tại vì trái của nó phát triển rất là chậm nha. Trái phát triển chậm mà trái mít nó có phát triển được thì muối cái nhìn trái nó không, mít nó không tròn nữa nha mọi người, nó không tròn trái mít, mình bị lép muối. Trước mắt một trái đầu tiên của mình đây nha. Mình cắt thêm một miếng nữa cho mọi người xem nha. Cắt ra nữa cho mọi người xem. Dao mình hơi nhỏ khó cắt tiếp. Đây, ra được rồi, mọi người thấy chưa? Giờ thấy rõ hơn nhiều mọi người. Thấy chưa? Đây, tạm lên đây luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Giờ thì dễ phát hiện hơn ha, nó tại nó đen đều hết trơn mà. Này, mọi người thấy chưa? Kỳ đen luôn.
Bởi vì trái mít của mình 2 tháng tuổi rồi mà nó chậm, không có phát triển được các bạn. Trái nó bằng khoảng một chừng khoảng 2 tuần tuổi ở đây thôi. Rất là chậm, không có lớn. Đặc điểm của trái mít mà 2 tháng tuổi mà bị sao đen rất là dễ nhận biết. Theo kinh nghiệm của anh em chúng tôi đây nha. Nó chậm phát triển nè. Da nó xấu. Mà nếu mà nó có phát triển được lớn giống như trái mít này đây. Lấy cho trái mít này, nhưng mà trái nó không đều bằng, nó vẫn sần sùi lắm nha. Trái này thì đen quá trời luôn, đen. Mọi người, trái mít mình 2 tháng tuổi mà sao nó không thấy lớn, cứ để hoài gì. Hôm đó hôm còn nhỏ có anh em có kiểm tra rồi, nhưng mà nó chưa phát hiện được. Lớn lên giờ phát hiện, 2 tháng tuổi phát hiện rõ hơn các bạn. Đây, để riêng qua đây trái đây các bạn. Trái này thì sơ đen rồi nha. Còn đây trái bừa này nè. Trái bừa này rất là xấu luôn. Cũng 2 tháng rồi đã được phát triển. Nó có phát triển đó nhưng mà bị lép này. Thứ nhất là cái lép trên đầu này các bạn. Trên đầu là lép, nó không có tròn. Đít nè. Lép đồ nghi dưới phần dưới này nè. Thì bây giờ hiện tại thì mình là nghi bị sơ đen ha. Một là bệnh sơ đen, hai là bệnh lép muối. Nó có hai bệnh đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho mọi người xem. Thứ nhất là bị sơ đen. Nếu không sơ đen bị lép muối. Giờ mình sẽ cắt ra cho mọi người xem thử nha. Thứ nhất là nó sẽ bị sơ đen. Nếu không bị sơ đen thì thứ hai nó sẽ bị bệnh lép muối. Hiện tại bây giờ mình thấy chứng minh này rất là xấu, mình không để được lâu bỏ nè. Mình cắt cho mọi người xem nha. Cắt cả luôn. Nó bị cái gì trong này đây? Wow. Ok các bạn, cũng vừa tách ra xong rồi. Hiện tại thì trái này không bị sao đen, nhưng mà nó bị một cái bệnh cũng không kém phần nguy hiểm như bệnh sao đen mà lép muối. Bị lép muối các bạn. Bởi vì trái mít của mình nó vẫn không đều nha. Lớn lên mà trái mít nó có lớn nhưng mà trái mít nó rất là xấu. Đây mọi người thấy chắc không rõ, để mình gọi cho mọi người xem nha. Đây xong rồi, mọi thấy chưa? Trái bự gì mà nó hiện tại nó có 4 muối mà bị lép muối ha. Trái này thì không bị sơ đen mà bị bệnh lép muối. Là với 1 muối, 2 muối, 3 muối, 4 muối. Bởi vì cái đầu rất là nhỏ. Cái đầu rất là nhỏ mà cái da sần sùi nè mà. Bị lép nữa. Lép muối nữa. Bởi vì cái bệnh hiện tại trên mít thái anh em phát hiện bây giờ là có hai loại bệnh. Một là bệnh sao đen. Đây, hiện tại thì bạn thấy chưa? Hiện tại thì đây có hai trái mít nha. Một trái thì bị sao đen này, trái này bị sao đen. Trái này bị lép muối. Cái đặc điểm chung của nó là trái rất là xấu mọi người. Da sần sùi nha. Bị sơ đen thì trái không phát triển được. Rất là nhỏ. Còn bên lép muối thì trái không phát triển được nữa mà. Nhưng mà cái trái mít nó không tròn đều nha. Nó bị méo. Lép. Mà gì? Hai cái đặc điểm của bệnh này thì giống hình nhau mọi người. Trái xấu. Hai tháng tuổi rồi đó, mình trái là gì? Sao đen thì trái phát triển. Lép muối thì trái phát triển nhưng mà bị méo hết trơn. Đây các bạn. Lép này. Trái nó không có đẹp, cong cong. Lép này. Anh em hồi nhỏ nó tuyển qua một đợt mà, nhưng mà lớn lên cũng bị nữa. Nên là cũng đợt trước thì coi như mà bị sốt rồi. Thì mình cũng có tí xíu chia sẻ cho mọi người về cái mà cách phát hiện mít thái siêu sớm bị sơ đen mà trong giai đoạn mang trong giai đoạn trái mang 2 tháng tuổi mà trái 2 tháng tuổi. Mà cách cái đặc điểm đó này nhận dạng đó rất đơn giản. Trái không phát triển nè, da sần sùi xấu. Có phát triển được thì trái cũng
không có tròn đều em ơi. Này nhưng trái này thì sơ đen thì trái nó không có lớn được, trái thì lép muối đây. Lép muối thì có phát triển nó nhưng cái trái nó không có đều. Cũng có tí xíu chia sẻ mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong hoạt động video tiếp theo. Và cũng cảm ơn mọi người luôn ủng hộ kênh miền Tây Phiêu Lưu các bạn. Có những đóng góp chia sẻ về mít thái siêu sớm, các bạn có thể liên hệ, có thể ủng hộ, có thể góp ý nha. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.